Mặt trước pick. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn một mô hình chuồng giá rẻ dành cho bọ ú, gồm 3 phần. Một phần lồng, sử dụng hai thùng nhựa đen bỏ đáy, phần tiếp giáp với nhau thì làm cửa, rồi dùng dây nhựa hoặc dây rút nhựa ghép lại với nhau. 2 phần sàn, dùng lưới nhựa có mắt, ốp và phần đáy lồng, rồi dùng dây rút nhựa để cố định. 3 là phần khay hướng chất thải thì mình dùng chậu nhựa trồng rau loại kích thước 66 x 46 x 21 cm rồi bỏ phần giá ở bên trong ra. Ở phần khay thì các bạn có thể giải mùn cưa, gỗ nén hoặc là có thể dùng ni lông để dọn dẹp cho dễ dàng. Như các bạn đã thấy thì nhà được chia thành hai ngăn rất là rõ ràng. Như vậy các bạn nên để máng ăn, bình nước hay là các vật dụng ở một ngăn, ngăn còn lại thì sẽ làm phòng ngủ hoặc là phòng vui chơi cho các bé. Trong trường hợp mà thùng nhựa bị to và thừa ra khỏi khai hứng chất thải thì các bạn cũng đừng lo lắng. Các bạn có thể tham khảo cái cách rào trên đây để hạn chế cái việc mà tụi nó chia mông ra bên ngoài và đi bậy nhé. Với cách làm này, các bạn hoàn toàn có thể xây được cả nhà tầng cho tụi nó nữa. Tuy nhiên, có một lưu ý rất rất quan trọng đó là việc sử dụng các thùng đen với các lỗ nhỏ ở xung quanh vào buổi tối có gió lùa thì các bạn nhớ phải quây thật kín xung quanh lồng và giữ ấm cho tụi nó đấy nhé chúc các bạn thành công